cả mọi người, thì hôm nay thì mình sẽ làm cái món là khô mực ghim nha. Thì đây là 150g khô mực. Thì khô mực này mình sử dụng loại nhỏ thôi, vì mình thích ăn loại nhỏ, vì loại nhỏ nó sẽ có vị ngọt hơn và nó không có dai quá và cứng nha. Thì cái phần khô mực này là 150g, mình chia thành 3 phần, mỗi phần là 50g. Để mình làm thực hiện 3 món ghim để mình ăn thử review coi món nào, cái cách ghim nào sẽ ngon hơn. Thì bây giờ là mình sẽ thực hiện nguyên liệu của món khô mực ghim ghim chua cay nha. Thì nguyên liệu gồm có là một cục me nhỏ khoảng một muỗng cà phê, rồi một muỗng cà phê gừng, một muỗng cà phê sả băm, một muỗng cà phê tỏi băm và nửa muỗng cà phê ớt xay. Nguyên liệu tiếp theo đó là nước mắm. Thì nước mắm mình sử dụng là 2 muỗng cà phê nhỏ nước mắm và 4 muỗng cà phê đường. Tới món ghim thứ hai đó là mực khô mực ghim tỏi nước mắm. Thì gồm có nguyên liệu là 1 muỗng cà phê tỏi và nửa muỗng cà phê ớt ớt xay và 1 muỗng cà phê nước mắm, 1 muỗng cà phê đường. Và món khô mực ghim thứ ba đó là khô mực ghim bơ tỏi. Thì gồm có một bơ gồm 1 muỗng cà phê bơ, 1 muỗng cà phê tỏi băm và 1 muỗng cà phê đường và nửa muỗng cà phê nước mắm. Và giờ thì mình sẽ lấy khô mực này mình đi nướng sơ cho nó chín sơ nha các bạn. Thì đừng có nướng chín quá, chỉ cần nó chuyển qua phấn trắng một chút xíu là được. Đây là khô mực thì mình đã nướng xong rồi nha các bạn. Chúng ta nướng sơ vừa thôi. Thì khô mực khi mình nướng xong rồi đó, thì mình sẽ đem khô mực đi xé sợi ra ha. Giờ thì khô mực mình đã xé ra xong nha. Mình xé sợi ra thành như thế này. Thì khô mực của mình được xé thành 3 phần như thế này để mình làm 3 món. Giờ thì mình sẽ làm món khô mực ghim me chua cay nha các bạn. Bắt chảo lên rồi, khi chảo nóng thì mình sẽ cho khoảng 1 muỗng canh như thế này vào ăn. Tiếp theo mình sẽ cho tỏi băm. Sả băm. Và gừng băm. Và ớt. Sau đó mình cho khô mực vào.
mình đảo đều. Rồi mình cho cái phần nước mắm đường vào luôn. Rồi mình cho lửa nhỏ thôi để tránh nó khét. Tiếp theo là mình sẽ cho me. Me này mình đã cho vào nước ấm để cho nó nở ra, và mình chắc lấy nước phần nước cốt me thôi. Sẽ làm khô mực kem tỏi nước mắm nha. Thì trước tiên thì mình cho chảo nóng và cho một muỗng canh dầu ăn luôn. Muỗng canh như thế này. Cháo nóng thì mình cho tỏi vào phun vàng. Tiếp theo mình cho phần ớt băm vào luôn. Rồi mình cho phần khô mực xé sợi vào luôn. Mình đảo đều. Rửa nhỏ lên các bạn. Và mình cho cái phần nước mắm đường mà mình đã chuẩn bị hồi nãy vào. Mình cho tỏi vào phi vàng. Mình sẽ cho nhớ nhỏ lại vào. Thì mình sẽ cho phần bơ vào. Bơ tan thì mình sẽ cho phần khô mực xé mà. Mình đảo đều với lửa nhỏ thôi. Mình cũng cho luôn cái phần nước mắm đường mà mình đã chuẩn bị hồi nãy đó. Cho vô luôn. Chào tất cả mọi người, thì mình đã ăn thử 3 món khô mực kim nhưng do phần phần video của mình quay không được đẹp nên mình không chia sẻ đến với mọi người, mong mọi người thông cảm nha. 3 món này có 3 vị khác nhau, nhưng theo mình đó, thì mình thấy 3 cái khô mực kim này rất đều ngon như nhau hết trơn. Thì tùy khẩu vị mỗi người, mình thích chua chua ngọt ngọt hay là một chút thoảng bơ rồi vừa ăn của mùi tỏi, hoặc là một chút cay có vị nước mắm tỏi, thì các bạn thực hiện theo cái sở thích của mình. Chúng ta có thể nhâm nhi cùng một chút bia,
thì rất là ngon. Thì video của mình hôm nay giới thiệu về ba món mực kim mà mình đã thực hiện. Thì nếu các bạn nào thích thì hãy đăng ký cũng như là like ủng hộ cho kênh của mình nha. Và chúc tất cả các bạn vui khi xem video của mình. Xin chào.